18 ngày. Cuối ngày 18 ngày các bạn. Để trong phòng ướm tín dụng. Đây các bạn thấy lỗ cuối 18 ngày. Các bạn thấy cuối đây. Gần 4.000 phối, phối nào cũng phối nào cũng các bạn. Cuối này là 18 ngày các bạn. Trong giai đoạn ướm này thì nồng độ CO2, ánh sáng, nhiệt độ, đấy là ba yếu tố quan trọng nhất. Và bên cạnh đấy thì ẩm độ khi mà cũng có ảnh hưởng. Cụ thể kia là cái bảng thống rõ và bảng điện, những khi cân đến khi tốc độ nó phát triển ăn cực đại rồi thì sẽ nó sẽ chạy đợi tự động trong cái phòng này á, chạy tự động dọc theo cái phòng này. Phòng này là gần 4.000 khối các bạn. Ở đây thiết kế mỗi phòng là gần bộ tối đá là 5.000 khối các bạn nhé. Cho một kịp cậy, một phòng này là có một kịp cậy. Một kịp cậy thì cũng có hai máy các bạn ạ, cũng hai máy cậy. Cậy nó kéo dài 4 tiếng đấy, mà trong đó thực cậy thì ta 3 tiếng. Còn 1 tiếng còn lại hầu như dọn dẹp để là chuẩn bị các bạn ạ. Thì đây mình quay thực tế cho các bạn xem nhé. Đây là cái phòng ướm tuyến dùng. Khối phát triển thực tế của nó là 18 ngày. Khối này được cấy từ ngày 26 tháng 7 và
bây giờ hôm nay là ngày 12 tháng 8. Tháng 7 nó có 31 ngày các bạn. Như thế nó 18 ngày. Vậy là mình đã có quay các bạn khối 5 ngày, 10 ngày, khối 12 ngày, 14 ngày, 16 ngày và 18 ngày các bạn. Các bạn có thể sẽ nếu mà xem nhiều thì nó cũng khác nhau lắm mọi người. Bạn biết được là cái hệ số phát triển là như thế nào, điểm ánh sáng này các bạn thấy rất là rõ. Ở video nào mình còn nhắc là ở cái tấm lọc khí kia thì bất cứ lúc vận chuyển hay lúc đặt đến cái phòng này mình đều không được chạm vào cái phần đấy các bạn nhé. Nên rất là quan trọng là lọc không khí để đi ra trong không bị nhiễm mốc bệnh các loại. Nó có màu phớt hơn các bạn ạ. Còn các bạn nhìn qua video thì có thể các bạn thấy màu trắng nó. Nhưng thực tế của nó màu phớt hơn. Không nhạt thôi các bạn ạ. Cần thiết thì cho chạy cái này mãi nó chạy tự động để có cảnh quan, để có cảnh quan cái tuyến bên dưới cái hệ thống đen tuyến xuống dưới luôn các bạn ạ. Nó hơi tối nên nó hơi thẳng luôn. Bạn hãy đăng ký kênh nhé. Nếu mà có video mới thì sẽ được thông báo các bạn. Các bạn hãy like, share, ủng hộ kênh của mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Bộ liên bịch như một những các bạn đều cảm thông cảm luôn. Hồi 18 này các bạn đều cầm tập chứ ạ.
mình. Từ từ vui vẻ mà nó mơ nhỉ. Nhưng giờ cái kia để cho nó thấy lên.